Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Bồ Neo. Hôm nay thì quay trở lại kênh của em đã ra kho và quay để thanh lý các bác một cặp loa. Đây là một trong những cái cặp loa của nhà Paramax, có mã là Paramax D88 Luxury. Cặp loa này đang có giá là 17 triệu, một cặp loa bass 30 đánh hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Hôm nay em thanh lý các bác một cặp demo, tức là cặp này đã khui ra và unbox tại cửa hàng nhà em rồi. Tuy nhiên bên em đơn vị là chủ yếu bán hàng online là chính thôi, đơn giản là cũng để trong kho từ mấy tháng rồi, để trong kho và cũng đóng hộp để trong kho. Tuy nhiên gần như là hàng có thể gọi là tới 99%, bên em thì không có phải đơn vị bán hàng ngoài cửa hàng trực tiếp nhiều mà chủ yếu bán online thôi. Đơn giản là cặp này thì chủ yếu là được đóng và để tại kho thôi. Đã quay và đập hộp và quay review cho các bác một lần. Cặp này là 17 triệu, hôm nay thanh lý cho các bác một cặp duy nhất full box, để mua full box rồi. Hàng đã từng khui hộp và full box, bảo hành 1 năm chính hãng cho các bác và sẽ được bảo hành tới 5 năm, là bảo hành 5 năm. Thanh lý cho các bác một cặp chỉ 9 triệu rưỡi các bác, 9 triệu rưỡi và chỉ hỗ trợ bao ship nội thành Hà Nội thôi. Còn ship tỉnh thì các bác ship cho em. Đấy, một cặp duy nhất full box, hàng này đã từng unbox ở trên các clip của em rồi. Đấy, đây là hình thức các bác nhá. Em sẽ quay bác một chiếc loa thôi. Hôm nay thì hai chiếc nhìn nhau gần như là nó cũng có thể coi là như mới đấy. Và bên em thì không có bán nó offline nhiều, đúng là các bác yên tâm là những sản phẩm đã hàng gọi là hàng demo thực ra là nó gần như là mới luôn. Những bác nào mua hàng thì em đều đã biết đơn vị nhà em, do là bên em là kho ở ngoại thành Hà Nội, do đó là gần như là sẽ ít khi mà các bác mua hàng demo thì cũng coi như hàng mới đấy ạ. Đấy nhá, một cặp loa mà đánh rất là hay, với phụ kiện thì sẽ có một cái chân đế, cái chân nhà em chưa khui đâu. Bản thân loa này sẽ được đặt trên một cái đế, cái đế chống rung to, rất to, vuông như thế kia. Thì cái đó để ra ngoài. Còn chủ yếu loa này là gọi là hàng demo thực tế, đóng hộp từ khi đó đến giờ. Gần như new tới gọi 99%, 9% luôn. Cái đây là phần đế của loa, các bác sẽ được đặt trên một cái kệ nữa. Đấy, thì em sẽ bỏ lên trên. Cho bác nó hơi nặng, loa này khá to thực sự. Một mình bạn kỹ thuật em thì hơi vất vả để mà khiêng cái loa này. Các bác chờ một chút thì em sẽ bóc ra và quay cho các bác cụ thể hình thức. Nhưng thực ra thì em có thể đảm bảo các bác hình thức đạt tới gọi là 99% luôn. Đấy. Ok, các bác chờ em một chút. Đây là một chiếc loa các bác. Một chiếc loa này nặng khoảng đâu đó 20kg một chiếc loa. Hơn 20kg. Và công suất của một chiếc loa này đạt là khoảng từ 120W tới 240W. Tức là tối thiểu là 120W và có thể mắc lên tới 240W một chiếc loa. Đấy. Và có tới 4 củ loa, các bác không nhầm là có tới 4 củ loa, bao gồm một củ loa bass 30 ở phía hông này. Đây, ở phía hông một củ loa bass 30. Đây là màu silver gold, đây là hình thức này. Gần như mới. Đấy. Nói chung là các bác ở yên tâm. Với 9 triệu rưỡi thì cặp loa này có thể gọi là nghe nhạc hát karaoke quá ngon. Độ nhạy lên tới 90 dB, đâm ra là các bác hoàn toàn là có thể sử dụng một chiếc âm ly khoảng đâu đó 100-200W, những chiếc âm ly karaoke tích hợp đánh là thoải mái rồi. Các bác nên lựa chọn những chiếc âm ly karaoke tích hợp để chơi. Video ngày hôm nay của em sẽ không có test nhạc các bác nhé, sẽ không có test nhạc đâu. Đâm ra là đây, các bác sẽ có thấy là ở phía trước các bác sẽ có hai củ loa mid bass có đường kính là 16.5cm và ở đây thì tương tự như vậy, và một củ loa tweeter là đường kính 2.5cm ở phía trước. Còn ở phía hông thì sẽ cộng hưởng hai cái loa sub. Mỗi bên một chiếc loa sub sẽ có đường kính bass 30. Đấy, với khả năng xuống giải trầm là 40Hz và giải cao lên tới 40kHz. Đây là phía hông của nó. Đấy. Các nhá. Hàng này, hàng của Paramax và bảo hành chính hãng lên tới là 5 năm. Các bác lưu ý thông tin là như vậy, là 5 năm. Bass 30 đánh rất là căng. Thì thực ra thì nhà em đã có những video test nhạc ở trên kênh rồi. Nếu bác nào muốn quan tâm hay hát karaoke hay nghe nhạc thì bên em sẽ gửi cho các bác link test nhạc. Còn ngày hôm nay, video ngày hôm nay sẽ không có test nhạc mà chủ yếu quay cho các bác thanh lý một cặp duy nhất phiên bản màu gold, cái màu gold kèm cả chân đế, ở đây là phụ kiện chân đế của nó. Cái này có lẽ là em để nguyên trong hộp đấy, không phải chân đế sẽ màu vàng để kê cái loa lên trên này, chống rung cho nó nữa. Còn cầu loa ở phía sau, có nhìn nhá, thông số ở phía sau đây. Thông số ở phía sau con này là 8 ohm này. Cặp này là 8 ohm. 8 ohm này. 90 dB 120W tới một loa, và có thể lên tới là mắc lên tới 240W một loa. Cô nhá. Cầu loa cũng được mạ vàng đồng luôn. Và rất là chất lượng. Thanh lý một cặp duy nhất là 9 triệu rưỡi hàng full box. Đã gọi là hàng demo full box. Hình thức gọi là tới 99%.
và bảo hành chính hãng lên tới 5 năm. Bác nào quan tâm alo hotline 0964801493. Sự gặp này nghe nhạc và hát karaoke thì không phải suy nghĩ nữa. Đánh rất là hay và lưu ý cho em là bảo hành cho các bác là 5 năm và được miễn phí ship nội thành Hà Nội. Còn ở các tỉnh xa thì các bác sẽ trả tiền ship giúp em. Đây là em thanh lý lỗ một cặp thôi. Xả kho cặp cuối cùng cho các bác để chuẩn bị chào đón những sản phẩm, những mã hàng mới để các bác có khả năng tiếp cận chơi những sản phẩm mới. Còn các bạn nào muốn mua sản phẩm ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm thì chơi cho em cặp loa này. Hát karaoke rất là hay các bác. Hát rất hay luôn. Và ok, video của em cũng xin phép dừng lại tại đây. Bác nào quan tâm muốn mua hàng cứ alo hotline bên em là 0964801493. Chỉ có một cặp thôi. Màu vàng gold như này. Đủ e-cang cho các bác. Loa bass 30. Công suất 240W của Paramax, đánh rất đã đời. Paramax là một thương hiệu ở Việt Nam đã có tuổi đời rất nhiều năm rồi, hai mấy năm rồi, và không, các bác không lạ gì thương hiệu này nữa. Và các bác yên tâm là với mức giá này là giá hủy diệt cho các bác để các bác chơi karaoke.